Em đang vô livestream mà chưa vô. Bây giờ con hát một bài được không? Con hát một bài được không? Con hát một bài nào mà con ưa thích, con hát một bài cho con cô chú với lại mấy anh chị nghe được không? Vậy con thuộc bài nào, con hát một bài cho ba nghe nè. Rồi con hát coi, hát thử coi. Cầm micro hát ở nhà, cầm micro hát làm sao? Con chào sao? Con chào sao đâu, con chào sao? Chào sao? Con cỡ nè. Rồi con chào sao nè. Cười coi, cười coi. Có đứt nặng, có đứt chụp hình rồi nè. Cười. Rồi, ba chung hùng 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 cháu chung ơi. Ba chung hùng 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 cháu nè. Ba chung hùng hùng hùng. Con nói đi, con tên gì? Con tên gì? Cái nhà xin like đi, like cho cháu nha, sinh nhật của cháu nè. Cho tim và like cho cháu nha. Like chia sẻ cho cháu nha. Con gái của Hồ Việt Trung. Gia Hăng. Bây giờ con hát bài nào nè? Để ta xác video vô nó mới nói được. Con muốn hát bài gì? Rồi cháu lên bài, cháu lên bài. Hát biên cương không? Anh hát Võ Đông Sơn, bà Tu Hà đây, vô. Hello Sư Cường. Hello, sinh nhật của bé xíu muội, con của Trung. Cháu biết đó là em ơi. Hả? Có nhạc, chưa có nhạc. Có nhạc mới được, nhạc mới chịu. Hát bài gì, hát bài gì, bài gì. Nghe cháu hát nha. Con hát bài gì? Bây giờ chia sẻ cho cháu đi. Sinh nhật của cháu á. Rồi, ba thương con rồi. Bảo Dương Tuấn chào anh. Kế toán em. Con cứ yêu nhau, xa lại nhớ, gần nhau là cười. Cháu ta đi. Ba thương
đèn chưa? Thở đèn chưa? Không bàn cái coi. Không bàn cái coi. Không bàn cái đó. Nhân không nhân mặt. Hát bài gì? Không giờ rồi. Không giờ rồi em ngủ đi em đúng không? Rồi rồi. Rồi. Con cảm ơn đi. Đây. Bây giờ là hát hả? Ăn hát đi. Chút xíu đi, chút xíu đi, chút xíu đi. Ăn hát đi, hát đi cho không khí nóng lên chứ. Hát không khí hả? Giờ Thái lên hát giúp bài Thái. Thái đi, cho hát nữa đi. Con năm Thái lên làm mở màn trên cái sung sung đây. Em qua muốn nhường ngập Bình chia sẻ đi Bình. Nam chia sẻ vô. Hello. Anh sinh nhật của cháu đó là bé xíu muội, đó là bé Gia Hân, con của Hồ Bình Trung, đứa em rất là dễ thương. À, dù trời mưa cách mấy nhưng mà khách đến đây cũng vẫn đông. Là ngày khách mình từ Bảo Lộc về và ghé đây luôn, còn áo đi hát là sáng luôn, ghé đây để chúc mừng sinh nhật cho cháu. Chúc cả nhà vui vẻ nghe. Buổi tối Khai Nguyễn, Quý Nguyễn, Loan Ngọc, Hà Vân, Hà ca sĩ Hà Vân. Hello Phạm Thúy. Alo. Kính thưa ba với mẹ và toàn thể quý vị quan khách, hôm nay chúng ta có nhân viên một việc nho nhỏ, đó là tiệc sinh nhật của bé xíu muội. Thì nãy giờ là qua những cái phần tâm sự và cũng